Xin chào các bạn, xin giới thiệu các bạn chiếc ốp viền bằng nhôm dành cho iPhone XS Max. Sẽ có phiên bản tương tự cho XR và iPhone XS cỡ nhỏ. Đây là một dòng sản phẩm của Swatch, một thương hiệu ốp viền bằng nhôm rất là nổi tiếng. Ở đây mình có 3 màu, màu đen, màu đỏ và màu bạc pha với màu đen. Mình sẽ mở hộp để giới thiệu bạn cái phiên bản màu đen trước. Đây là cái cách lắp ráp. Nhà sản xuất hướng dẫn các bạn tỉ mỉ 7 bước để lắp ráp chiếc ốp viền này. Đây là cái phiên bản thứ 3 mới nhất của cái dòng ốp viền Swatch, với một cái cách thiết kế hoàn toàn mới so với những cái phiên bản trước kia. Các bạn thấy chiếc ốp viền này được chia thành 4 khúc. Đây, thương hiệu Swatch X, sơn tĩnh điện, rất là bền, chống trầy, chống bong chóc. Bên trong có lót đệm nỉ chống xước cho thân máy. Cạnh dưới cũng thế, những cái vết cắt kim cương ở cạnh rất là sắc nét. Để lắp, các bạn như làm sau: áp phần hai cái thanh hai bên vào cái phần sườn, sau đó chụp cái phần đầu phía trên. Các bạn lưu ý lắp đúng hướng. Một điểm rất là quan trọng là khi lắp, các bạn để thật là thẳng cái thanh hai bên. Nếu bạn để lệch thì những cái lẫy nhỏ của nó sẽ không sát được với nhau, do đó khi lắp vào sẽ rất là khó. Bạn lưu ý để thật là thẳng. Lắp được hai đỉnh trên rồi, chúng ta sẽ lắp vào hai cái giáp dưới. Nếu phía trên lắp chính xác thì phía dưới chúng ta sẽ ráp lại rất là dễ. Đây, như bạn thấy, nó vẫn khoe hoàn toàn được cái mặt lưng của iPhone XS Max và kiểu dáng rất là gọn. Sản phẩm được làm từ nhôm siêu cứng, rất là mảnh nhưng cực kỳ chắc. Phím bấm thì rất là nầy, các phím bấm đây vẫn khoe hoàn toàn mặt lưng, và nó còn có thể chống sốc và chống rơi cho chiếc điện thoại của mình nữa. Bốn góc có làm bốn cái gờ nhỏ nhô lên để bảo vệ cái mặt lưng kính, mà khi các bạn để ở trên mặt bàn ấy, thì nó sẽ không bị xước. Vết cắt của Swatch làm rất là tỉ mỉ. Cái viền ôm mảnh. Với chiếc viền này, các bạn có thể sử dụng chung được với cái kính cường lực full màn hình mà không lo nó bị cấn hay là bị đẩy lên. Kiểu dáng rất là thon và mảnh, sử dụng giống như các bạn không sử dụng ôm lưng, vẫn khoe được máy. Nó chỉ làm chiếc máy của mình to hơn một chút. Cái phiên bản mới thì nó đã làm mảnh hơn cái phiên bản cũ nữa rồi. Phiên bản cũ của nó hơi dày một tí. Swatch phiên bản 3 thì đã làm mảnh hơn. Đây là phiên bản màu đỏ. Cái cách lắp ráp cũng như cái lẫy của cái này là nó rất là khác so với cách dùng vít trước kia. Chút nữa mình sẽ cho các bạn xem chi tiết về cái lẫy của nó như thế nào. Đây là cái phiên bản màu bạc và màu đen. Đây, các bạn có thể để trên bàn hoặc các bạn cầm ở trên tay ráp cũng được. Bạn lưu ý ráp đấy. Vấn đề quan trọng nhất là các bạn để thật là thẳng hai cái thanh hai bên, để khi các bạn giữ cái lẫy ở phía trên thì những cái lẫy của nó sẽ ráp được với nhau. Vì khi bạn lỡ mà xoay một tí cái lẫy thì nó sẽ không ráp được với nhau, lắp nó rất là khó. Nhưng nếu để thẳng thì vấn đề lắp trở nên nó rất là dễ dàng. Và bây giờ các bạn có thể tháo lắp được mọi nơi mà các bạn không cần phải mang theo tua vít như những phiên bản trước kia. Trước kia các bạn luôn phải cầm tua vít với tháo lẫy. Như bạn thấy này, đó, có những cái chốt lẫy ở đây, nó sẽ giữ những cái phần này lại với nhau, nó không bị trượt ra. Đây, bạn thấy cái phần lẫy nhỏ nhỏ đó, nó giữ rất là chắc. Tháo lắp nó dễ dàng hơn những phiên bản 2 và phiên bản 1 rất là nhiều. Để đặt mua sản phẩm này, các bạn vui lòng truy cập website leisang.vn hoặc gọi số hotline 024 66 708 708 để đặt hàng. Xin cảm ơn các bạn.